Tiêu Anh Tuấn suýt bỏ nghề vì lỡ nhận lời quay Tây Môn Vô Hận. Dù đã 26 năm trôi qua vẫn chẳng thể thoát được nỗi ám ảnh hợp tác với Dương Quân Quân. Ta nói nàng nghe ta nói, sao nàng không nghe, làm sao ta nói. Tôi quá mệt mỏi rồi, dỗi thiệt sự. Mỗi diễn viên đều có một bộ phim khó quên nhất trong sự nghiệp. Với Tiêu Anh Tuấn, phim kinh điển thì vô số kể, từ Tiểu Lý Phi Đao, Thanh Xà Bạch Xà cho đến Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Tuy nhiên, Tây Môn Vô Hận mới là bộ phim khiến chàng soái ca khó quên nhất. Vì tác phẩm được xếp vào hàng thảm họa này mà anh phải vắng bóng làng giải trí trong thời gian dài, hình tượng cũng lao đao vì nhận phim kém chất lượng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Tiêu Anh Tuấn vẫn chưa phải là cái tên đình đám nhất, bởi khi ấy màn ảnh nhỏ do Lưu Đức Khải, Mã Cảnh Đào và Hà Gia Kính thống trị. Đó là lý do khi đó anh luôn tận dụng mọi cơ hội đóng phim, chẳng bao giờ từ chối lời.